Sự phạt nữ tài xế ô tô con ngang nhiên mở cửa khi đi trên quốc lộ 1A. Sáng 13 tháng 5, đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay khi nắm bắt được thông tin phản ánh về việc ô tô con mang biển kiểm soát 36A905XX lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Bỉm Sơn không đóng cửa lên xuống gây mất an toàn giao thông, đơn vị đã phân công tổ công tác phối hợp cùng các đơn vị liên quan để xác minh sự việc. Qua đó xác định khoảng 14 giờ 30 ngày 12 tháng 5 tại km 293 quốc lộ 1A, chị NTH sinh năm 1989, trú tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa, điều khiển chiếc ô tô màu đỏ chở theo một tấm pano. Vì tấm pano quá lớn, chị H đã mở cửa lên xuống phía sau bên phải của xe để vận chuyển. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị H nhận thức được hành vi của mình là vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông khác. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt nữ tài xế với các lỗi không đóng cửa lên xuống xe khi đang chạy, chở hàng quá kích thước, bao ngoài của xe. Đồng thời, chủ phương tiện là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ BMP cũng bị xử phạt lỗi để cho người làm công, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định tại điểm E khoản 3, điều 23, nghị định 100 NDCP. Tổng mức phạt với tài xế và chủ phương tiện là 7,4 triệu đồng, tài xế bị tước giấy phép lái xe 2 tháng. Trước đó vào cuối tháng 12 năm 2022, Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã xử phạt 3 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng với nam tài xế chở 4 ống thép dài hơn 5 mét bằng cách gác từ ghế phụ qua cốp sau ô tô gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tài xế điều khiển ô tô được xác định là N.A.D. sinh năm 1990, trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Chuyển sang tin tiếp theo. Khói lửa bao trùm mặt tiền dãy ký ốt ở Hà Nội, người dân hoảng hốt bỏ chạy. Ngọn lửa bùng lên từ tấm biển quảng cáo bên ngoài dãy ký ốt tại đường chợ Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội, khiến người dân hoảng hốt bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, gần 13 giờ ngày 13 tháng 5, tại dãy ký ốt dọc đường chợ Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội đã xảy ra hỏa hoạn. Bà L, người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm trên bà đang nghỉ trưa ở trong nhà thì người thấy mùi khét và nghe có tiếng chi hô của mọi người rằng bên ngoài cửa hàng bán sữa bị cháy. Bà L chạy ra bên ngoài đã thấy lửa bùng lên dữ dội, khói cuồn cuộn bốc lên nên cùng hô hoán gọi mọi người còn ở trong nhà chạy ra ngoài thoát thân. Lúc thấy cháy tôi buồn rùn hết cả chân tay, chẳng biết phải làm gì nữa, tôi chỉ biết lao ra ngoài để thoát thân, bà L kể lại. Một nhân chứng khác cho biết, do bên ngoài nhiều nhà răng bạt, ô để chống nắng nên ngọn lửa lan theo rất nhanh. Trong khoảng 5 phút, lửa và khói đã bao trùm mặt trước của dãy 4 kiosk. Nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Thường Tín đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Bốn bà cháu tử vong trong vụ cháy nhà ở quận Hà Đông. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã có báo cáo ban đầu về vụ cháy xảy ra tại số nhà 24 phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Hồi 7 giờ 44 phút ngày 13 tháng 5, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 24 phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động 4 xe chữa cháy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 7 giờ 49 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận tìm kiếm, cứu người bị nạn, triển khai chữa cháy. Sau gần 20 phút, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng xác định chủ hộ là ông Minh, sinh năm 1980. Căn nhà xảy ra cháy rộng 50m2, được xây 3 tầng, 1 tum. Tầng tum thông thoáng có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh và xuống dưới. Vụ cháy đã khiến bốn bà cháu tử vong. Còn ông Minh bị bỏng hai tay và được đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103. Qua xác định ban đầu, đám cháy phát sinh từ tầng 1 của căn nhà. Sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chỉ huy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và khám nghiệm hiện trường. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Hãy đăng ký kênh Data News để được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!